Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ngày 19 tháng 3 sẽ đưa ra xét xử lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kiệu oan của bị cáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019 và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, Điện Biên. Trong đơn, các bị cáo kiệu oan và cho rằng mình không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ, do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Đối với bị cáo vì thị thu, thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019 vừa qua ông nguyễn sĩ nam tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cục hải quan nghệ an cho biết anh phạm hải bình công chức công tác tại tri cục trên đường tới cơ quan đã xảy ra va chạm giao thông lo bị chậm giờ sẽ bị phê bình nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiềm chế sau khi xảy ra sự việc anh bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình anh bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa khắc phục khuyết điểm của mình Ngoài ra, anh Bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ cho hành động bột phát của cá nhân. Vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố nguyên nhân vụ việc 232 chiếc xe máy tăng vật tại trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi. Vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi, Cùng lúc, một chiến sĩ khác đi ăn cơm chiều về vô tình quăng tàn thuốc chúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Theo công an Bình Thuận, vụ cháy đang được công an huyện Tánh Linh làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, đồng thời làm việc với từng chủ phương tiện để thỏa thuận bồi thường dân sự trong vụ cháy này. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giảng viên luật thuộc đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, căn cứ khoản 2, 3, điều 9, nghị định số 138-2021-NDCP, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ. Trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ, bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý bảo quản tăng vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu. Trường hợp tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định đánh cháo hư hỏng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép bị tạm giữ. Như vậy, đối với các xe máy bị cháy dẫn đến hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn người quản lý bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện. Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện, thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình. Khi doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường cho chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu công an huyện Tánh Linh hoặc người có lỗi gây ra đám cháy, bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó cho chủ xe. Ngày 16 tháng 3, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ra vụ cháy hơn 200 xe máy tại bãi tạm giữ xe máy Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo Đại tá Liêm, cơ quan chức năng sẽ thành lập hội đồng giám định giá trị thiệt hại tài sản, dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm, hội đồng giám định đánh giá lại giá trị chính xác của từng loại xe của người dân theo đúng quy định pháp luật. Ông Liêm nói: Trước mắt pháp nhân bồi thường thiệt hại của người dân là công an huyện Tánh Linh, còn hướng xử lý tiếp theo của cá nhân, tập thể liên quan sẽ được cơ quan chức năng điều tra kết luận. Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù. Liên quan đến khoản nợ từ 8,5 triệu đồng tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank vọt lên 8,8 tỷ đồng. Eximbank vẫn chưa công bố lãi suất và các khoản phí áp dụng cho khách hàng Phạm Huy Anh trong vụ việc này. Giới ngân hàng và cho vay qua thẻ tín dụng đều đặt câu hỏi về tính hợp lý với cách tính lãi suất này của Exim Bank. Mức dư nợ 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, cao gấp 100.000% dư nợ gốc ban đầu. Đại diện bốn nhà băng khác nhau, gồm hai lãnh đạo, một trưởng bộ phận thẻ và một cán bộ tín dụng đều khẳng định, con số dư nợ 8,8 tỷ đồng cao bất thường. Theo họ, việc dẫn đến dư nợ như vậy chỉ có thể là ngân hàng đã áp dụng lãi suất kép, tức tính lãi trên gốc dồn lãi. Thay vì theo số gốc nợ chi tiêu ban đầu là 8,5 triệu đồng. Với cách tính lãi kép, dư nợ gốc 8,5 triệu đồng vào tháng 9 năm 2013, ước tính chịu lãi suất thẻ 87% một năm, gồm các loại lãi suất, phí phạt. Sau đó, lãi nhập gốc và tiếp tục bị tính thêm lãi suất này. Đến tháng 9 năm 2023, dư nợ khách hàng phải trả là 8,8 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác trên thị trường chỉ tính lãi suất thẻ trên số nợ gốc ban đầu, ở đây là 8,5 triệu đồng cùng với lãi suất giả định 87% một năm như tại Eximbank. Tiền lãi và gốc khách hàng phải trả tới tháng 9 năm 2023 chỉ khoảng 90,4 triệu đồng. Còn nếu áp dụng mức lãi suất quá hạn thẻ khoảng 20% một năm mà một nhà băng quốc doanh như Agribank đang triển khai trên thị trường, tiền lãi phát sinh sau 11 năm chỉ là 18,8 triệu đồng, giả định lãi suất không thay đổi qua các thời kỳ. Tiền gốc và lãi sau 11 năm, khách hàng phải trả chỉ là 27,3 triệu đồng. Theo luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An v, thường một vài tháng cùng lắm là 1 đến hai năm giải quyết xong, có thể đàm phán với nhau miễn giảm gốc lãi hoặc xóa nợ chẳng hạn. Nhưng trường hợp này quá lâu và con số quá lớn khiến người ta giật mình. Tuy nhiên, với 8,5 triệu đồng chi tiêu ban đầu mà nợ gốc, lãi phạt lên đến 8,8 tỷ đồng, theo lãnh đạo trung tâm thẻ của các ngân hàng lớn, chỉ có thể là do tính theo phương pháp trồng lãi, tức tính lãi dựa trên cả số nợ gốc, lãi phát sinh, phí và phạt. Công thức lãi kép lãi mẹ đẻ lãi con, phổ biến trong tài chính cá nhân khi muốn nhấn mạnh sức mạnh của tiết kiệm và đầu tư liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, cách tính lãi kép trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng không phải là thông lệ, đồng thời chịu ràng buộc bởi các quy định pháp luật và từ ngân hàng nhà nước. Hiện thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Exim chi nhánh Quảng Ninh có văn bản báo cáo về vụ việc này. Phía Exim cho biết, phương thức tính lãi phí là phù hợp với thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng theo hồ sơ mở thẻ. Theo biểu phí mới nhất được đăng tải trên trang web của ngân hàng, với hạn mức tín dụng chỉ có 10 triệu đồng, chủ thẻ này sẽ phải chịu các loại phí như phí tài chính 33% một năm, phí trễ hạn 5% số tiền thanh toán tối thiểu, phí vượt hạn mức 15%.